Sống xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay như lời đã hứa thì hôm nay mình có gì đây? Cái xe tiếp theo để review và chia sẻ cho các bạn cái xe tiếp theo đây. Như lời đã hứa luôn ha. Mình là Phúc và kỹ thuật quay phim anh Dũng. Thì hôm nay giới thiệu với các bạn xe nhìn ngầu ha. Cái ngầu xe này dáng thể thao đó anh em. Quá đẹp. Xe này là xe gì vậy anh Phúc? Chiếc này là Chevrolet Captiva. Nói tên nghe quen rồi anh. Quen. Cái này đợi 2 mấy vậy anh? Mình thấy chứ. 2.7 anh. 2.7 à, cái phom cũ ha. 2.7. Phom này chứ giờ nó cũng đẹp. Đúng rồi, thấy cái dáng. Thấy cái dáng thể thao, đúng rồi, còn đẹp. Đặc thù của cái dòng xe của Mỹ này thì các bạn biết rồi ha. Anh em các bạn biết rồi ha, xác nó vô cùng là nặng. Xác rất là nặng luôn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chia sẻ cái dòng xe này là Captiva 2.7. Thì nói nhỏ với các bạn nghe cho là xe này thì hiện tại là của ông anh, ảnh cũng là bán, cho nên là nhờ anh em Phúc và Dũng chia sẻ cái xe này cho nhiều anh em yêu thích ha. Thì anh em yêu thích thì có thể liên hệ đó. Thì để cho anh em xem kỹ hơn xíu nữa, cơ bản chút xíu nữa thì mình sẽ cận cảnh quay vòng hết xe ha. Từ cái dàn vẽ bên ngoài, nội thất, máy móc ha. Rồi xin mời tất cả anh em ha. Xe này là số sàn hạnh phúc. Số sàn anh. Rồi mời anh em xem qua cái thằng tổng thể của xe ha. Vô ha. Đây là cái dép bên ngoài. Thì đây là cái cốp sau nè. Đó. Nè, rồi lái sau. Nhìn ok ha, còn vẫn còn sáng rất là tốt. Đó, bô hai bô luôn. Ngầu phải không ạ? Mày là này là mạnh à. Cái này là mở mở tay. Có mở điện luôn nha anh. Mở điện luôn anh em ơi. Mở lên thấy thích liền. Sau này nó vậy anh ơi. Ok. Nó nói gì thằng Chevrolet này thì nó thiết kế họ nói rồi, nói chung là rất là hiện đại. Đúng rồi, mình thấy cái 2.7 mà về cái phần ở bên ngoài với phần cái nội thất mình thấy nó cũng ok ha. Cái này có thể gặp lên trước luôn, anh Phúc có thể gặp cho anh em xem. Chúng ta hạ cái hàng ghế thứ hai vô, chúng ta gặp lại gặp xuống cho anh em các bạn xem. Nó hơi để em hạ cái trên lên. Cái này nó rộng rãi lắm. Anh em các bạn mà đi hai người ở trên thì chúng ta có thể chở đồ với lại cái phần cốp sau rộng đại thoải mái lắm. Xe này nó thiết kế tích hợp, anh Phúc hạ tới trước cho các bạn đi xem. Đi du lịch được luôn anh. Du lịch cắm trại đồ là ngon lành. Nó hạ hàng ghế trước. Hạ hàng ghế này là để nguyên cái niệm. Ok luôn. Đó. Cái này để thùng đá ha. Chụp lon Tiger Ken đâu ha. Vô. Ở ngoài đâu uống xỉn, ngủ khỏi về. Cái này là chỗ mình để đồ ngày nè. Thiết kế hay quá ha. Lắp mình xu với đội luôn anh. Thiết kế hay ha. Nói chung mình chỉ chia sẻ cho anh em cái tổng quát thôi, chứ mình cũng cái dòng xe này mình cũng không có được dành cho lắm. Nhưng mà do ông anh ổng không cần thiết sử dụng nữa, cho nên là anh nhường lại cho anh em nào có thiện chí ha. Thấy hiện đại rồi đó, ok rồi đó, sạch sẽ luôn, cũng rất là sạch sẽ. Về dàn đồng của dòng Chevrolet này anh giá như thế nào? Dàn đồng Chevrolet thì nói gì Chevrolet của Mỹ thì dàn đồng khỏi bàn. Đúng rồi, Dũng cũng nghĩ vậy. Rất là cứng cáp. Ngoài loại xe Chevrolet chúng ta 2.7 này nó không có một đâu. Dàn đồng ok hết, không có một đâu. Còn rất là ok. Để ra ở trên cho các bạn xem ha. Trên luôn. Không đẹp. Mới tin ha. Em thấy một khoái mà, nó có tay cầm nữa. Nói chung là thiết kế về giống về giống hai lúa đi xem xe đó ha. Về công nghệ thì qua về dạng đồng thì thằng Chevrolet này khỏi bàn các bạn. Có cái này là mở tay. Nó có cái nút điện nữa. Em cho màu bật cái nút điện. Đâu? Nút điện đâu? Điện đây.
À, nó ghi là cái hình cấp xe sau rồi phúc bật thử. Anh làm sao em? Từ từ để anh dẫn lại cho bạn xem cái còn cái công nghệ của nó 207 nó như thế nào ha. Rồi, ok. Lên đó. Ừ, nhảy rồi. Thường là nó kêu cái cặp nó lên rồi. Nghe, có nghe rồi. Nếu mà mở mà kêu cái cặp nó không lên mà là nó kêu cái chữ tiền. Kêu cái tiền là không lên. Là chuẩn bị là lấy lúa đúng không? Là lấy lúa đưa cho người ta. Rồi cái mặt ở trên thấy cũng đẹp ha. Nói chung là xe này nhìn nó dáng vẻ thể thao ngầu. Đó, về thiết kế những đường găng rồi mình thấy ok mà. À, tới cái phần nội thất bên trong ha. À, bi đẹp. Đẹp, thật sự là rất là đẹp. Ốp gỗ luôn. Ừ, ốp gỗ. Cái này là chỉnh điện luôn ha anh Phúc. Chỉnh điện hết nè. Chỉnh điện hết ha. Vô trên chắc tắt à. Chưa bật chìa khóa. Giờ mình cùng lên cái phần buồng lái trước nha. Ghế tài thử coi. Giờ anh em tụi tôi sẽ cho anh em và các bạn tham quan cái phần bản tắp lô vào giống như là cái ghế tài trước ha. Xem nó công nghệ nó như thế nào. Tuyệt vời. Quá ok. Cái này là đã bao da rồi hả Phúc? Cái ghế bao da. À. Chìa khóa zin đúng không? Nó zin đó. Ừ. Về cái bản tắp lô ha. Đó, cái này đẹp luôn. Bên này có hộp đồ. À. Đây để anh em có thể để chừng như đây có thể để chừng khoảng 500 triệu. Ok. Máy hát rồi là nói chung là nguyên cái này là chưa có thay thế gì. À, đây là dàn zin của hãng luôn đúng không? Zin toàn bộ. Cái này có hệ thống túi khí không anh? Anh có thể chỉ cho các bạn. Nha, à, có hệ thống túi khí không? Có. Mẹ anh cho bắt. Ở đây với bên cái phần vô lăng đúng không? Dạ. Đâu anh Phúc qua phần vô lăng cho các bạn xem coi. À, đây là hệ thống có bi cửa nha, có tích hợp loa các bạn. Đẹp ha. Nói chung là dòng 207 đời nói chung là cũng khá lâu nhưng mà đẹp về cái phần nội thất đẹp. Này là chép. Đó, có ốp gỗ luôn ha. Rất là đẹp. Em biết hàng châu lết hay hồ đồ mới màu cũng đẹp, làm tỉ mỉ lắm. Ừ. Cái này là đèn. À đèn. À, cái này là điện hay gì không? Ừ. Không, nó tích hợp cơ. À. Điện. Mắt kính hả? Này mình bỏ kính bỏ đồ rồi. Để mắt kính nè, bỏ đồ. Rồi, cái gì rồi. Mà nói chung bỏ được nó gọn nhẹ, mỏng mỏng rồi ha. Bỏ vô. Vì để vô vừa là được. Cái này là còn máy tinh. Nói chung là đẹp ha. Cái đó là Có kính sau gương. À. Mấy anh tài xế đặc trưng của Chevrolet. Dạ nha, bên đây có không ta? Bên đây có luôn. Có luôn. Ok. Đó, về mặt tắp lô thì anh đánh giá như nào? Đồng hồ. Đây cần số. Cần số cũng rất là thông dụng. Cũng không có gì khác so với những dòng xe khác. Ừ. 5 số. Ok, số nhẹ nhàng. Bánh tay thiết kế cũng khác mà ha. Ừ, khác gai lạ quá ha. Này là hộp bỏ đồ hả? Này tì tay. À, vừa là tì tay vừa bỏ đồ này, hai ngăn đúng không anh? Hai ngăn luôn. À, còn mới ha, mới chát luôn. Tinh luôn. Gang xà beng. Rồi về cái vô lăng ha. Vô lăng 4 chấu. Đẹp, 4 chấu, đẹp. Okay. Về mặt đồng hồ thì anh đánh giá như nào? Đồng hồ nó khỏi chê, quá đẹp. Đẹp ha. Đây là báo cách nước, báo mở lên cho anh em coi chơi. Đầy đủ thông số luôn. Về đèn đồng hồ báo cách nước. Ồ, động cơ nè. Bên trái. Ở này hả? Ừ. Này báo nước. Báo nước. Rồi động cơ. Chung máy. Nhất. Indomet. Dynamo. Báo xăng. Này động cơ xăng. Đây, bên đây. Báo máy tinh. Đây hơi dơ nè. Đây vệ sinh lại. Đây tại xe mới đem tới các bạn. Này tại hôm bữa đi bắt cá. Đi xe này bắt cá hả? Giỡn nha, xe này đi bắt cá mà. Tại gia đi. Này hệ thống ghế thì như là nghe lâu khó là chỉnh điện đúng không anh Phúc? Chỉnh điện luôn. Xuống thì ngồi đây mất giá trị cái ghế. Nè anh Phúc chỉnh điện cho anh em các bạn xem ha. À, thấy ghế nó nặng lên đâu. Chỉnh kéo lên trước à, kéo lên trên. Thấy chưa? Đó. Đó, ok, đây là hệ thống chỉnh điện. Hôm bữa em cái xe kia nó cũng bị gì nè. Thấy thì là lạ quá, chân dọc hồi hương luôn. Đền chết luôn. Em chịu phá gì lắm, chịu phá lắm. Mấy gì xe chỉ thật phải chịu phá thôi chứ sao.
Giờ mình tới cái động cơ đi. Tới động cơ. Khoan đầu động cơ lên. Sẵn sàng. Máy xăng. Ồ, cái này nó xài phục luôn ha. Hơi, phục hơi. À, tí hơi. Nó không có xài cái chống chống. Tí phục hơi chứ không phải là xài cái chống. Hôm bữa cũng như vậy. Mà cũng lâu lắm á, lâu lắm xe mà lâu lắm này 2007 mà giờ còn y. Bữa em cũng chống rồi về lên nè. Khum 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 làm đập cái bộp xuống vô cái đầu. Đó, thôi, đi đầu đi góc. Đây là khoang động cơ của Chevrolet Captiva 2007. Máy xăng, số sàn. Số sàn. Nghe. Máy, máy lạnh dưới đây. Ắc quy. Nước phụ. Thì giới thiệu cơ bản cho anh em biết cái dòng xe này. Còn nếu mà nói về cái dòng xe này thì anh em thích thì anh em liên hệ cái số điện thoại phía dưới ha. Có gì anh em mình alo trao đổi trực tiếp đến xem xe ha. Anh em ok, anh em mình ngoại giao hoặc là anh em mình làm việc với giao lưu đúng không? Giao lưu. Rồi xin cảm ơn anh Phúc nha, đã giới thiệu về cái dòng xe này. Rồi cảm ơn anh Phúc nha. Dạ, có gì để số điện thoại là anh em cùng liên hệ thôi. Dạ. Để review cái dòng này cho các bạn. Bạn nào hết và kết thì có thể là liên hệ số điện thoại của anh Phúc mình để trên cái phần video. Thì chắc có lẽ là anh em tụi tôi dừng video tại đây rồi. Xin chào anh em và các bạn ha. Hẹn gặp lại anh em và các bạn ở trong những video mới nha.